Cả nhà ơi, như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ review chi tiết đó là chiếc Dell XPS 9720, một trong chiếc máy mỏng nhẹ sang trọng phân khúc tốt nhất mà có hiệu năng cao nhất ở phân khúc màn hình 17 inch. Trên thị trường hiện nay thì phân khúc màn hình 17 inch thì chúng ta sẽ thấy những chiếc máy có trọng lượng thường là lên đến hơn 3 kg. Nếu như là dòng máy gaming hay là dòng máy chạm đúng không? Những chiếc máy chúng ta có của ngày hôm nay thì nó chỉ có hơn 2 kg một chút thôi các bạn ạ. Như các bạn đã biết thì ngày hôm qua thì mình có giao cho một anh trai một chiếc máy này về Hải Phòng đúng cấu hình và option như này, với mức giá bán lên tận gần 70 triệu đồng, cụ thể là 69.990.000. Chúng ta sẽ được trang bị một chiếc máy được trang bị i7 và màn hình 4K Vega kèm theo là RTX 3050. Nhưng ngày hôm nay thì mình có một phiên bản hàng cực kỳ đặc biệt, đó là anh trai này thì mua tại một cửa hàng khác. Nói chung là đang mùa bóng, mùa kinh tế cuối năm thì mọi người biết đều rất buồn đúng không? Với khung phân khúc giá là 77 triệu tại Hồ Chí Minh. Và chiếc máy này thì có đăng ký gửi tại cửa hàng mình thì mình sẽ cho các bạn mức giá tốt nhất. Thì cái anh trai chia sẻ là mua với mức giá là gần như là bao nhiêu đây? Mình sẽ gọi là 77 triệu đi. Mình sẽ thu hồi về mức giá là 54 triệu cho chiếc máy này. Hiện nay các shop đang bán chiếc máy này ở phân khúc giá là đều ở mức là 69 hoặc 67 triệu các bạn nhé. Mình sẽ thu hồi các bạn là 54 triệu và đây là máy mới 100% chưa dùng. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu và đánh giá sức mạnh trên chiếc Dell XPS 9720 này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, là hóa đơn mua tại một cửa hàng là công nghệ số đỉnh cao các bạn ạ. Và đây là hàng xách tay mới 100% từ Mỹ về. Cái hộp như này. Còn hôm qua là cái dòng sản phẩm lưu siêu thì các bạn thấy nó sẽ có một cái hộp từ bên ngoài này các bạn nhá. Đây là màu silver, mình đã giới thiệu mọi người rồi này. Các bạn thấy cái hộp thì họ đeo họ cũng làm cũng cực kỳ sang luôn. Đây là sách hướng dẫn sử dụng ạ. Đây là cổng chuyển đổi từ Type-C các bạn này ra HDMI và một cổng USB truyền thống. Sạc của máy là quen thuộc là công suất 130W sạc Ovan chân Type-C như này nhá. Còn đây là dây nguồn của máy này. Vâng, thưa các bạn, trọng lượng của chiếc máy lên đến 2,4 kg. Nếu như ở phân khúc truyền thống thì chúng ta sẽ có trọng lượng là trên 3 kg, thì đây vẫn được coi là một trong chiếc máy mỏng nhẹ sang trọng với thiết kế đẳng cấp nhất ở phân khúc màn hình 17 inch. Logo Dell được để ở giữa mạng chrome như này. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ hợp kim nhôm CNC nguyên khối các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy ở đây này, những cái chi tiết ở mặt phần sườn này thì được đánh bóng chrome như này. Nhưng các bạn chú ý là cái chrome này thì rất là sang nhưng rất là dễ xước, khi các bạn sử dụng cũng cực kỳ chú ý nhé. Ở bên tay phải của mình thì Dell trang bị một cổng phone của mic với giao tiếp 3.5. Đây là đầu độc thẻ và hai cổng Thunderbolt 4 các bạn ạ. Với băng thông ra bên ngoài lên đến 40G một giây. Và hai cổng này thì các bạn đều có thể cắm sạc được các bạn nhé. Mặt trước thì thiết kế nó hơi thoải này, chỉ có một đèn duy nhất là cái đèn tín hiệu của máy đang sử dụng này. Đấy, các bạn mở này nó hơi khó một tí thôi, bởi vì cái này mặt nó quá phẳng cái này. Ở bên này thì thêm hai cổng Thunderbolt 4 nữa các bạn ạ. Với Thunderbolt 4 thì các bạn có thể kéo ra màn hình bên ngoài với độ phân giải như là 5K, 6K và cao cấp nhất bây giờ là kéo ra 8K. Và có thể cắm EGPU, cắm hình rời từ bên ngoài. Đấy, xịn không? Rất tiếc là với những phiên bản như này thì Dell đã lược bỏ tất cả những cổng truyền thống như là cổng HDMI hay USB. Và những cái cổng truyền thống cũ các bạn muốn dùng thì phải cắm qua cổng chuyển đổi vừa rồi mà Dell có tặng kèm đấy các bạn ạ. Cắm qua cổng này nhá. Bên dưới này các bạn này, logo XPS này. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng hết ràng sau như này nhá. Các bạn nhìn thấy hốc tản nhiệt nó làm dấu như này cũng rất là đẹp. Cái phần nhô này lên ý, thì nó để trên mặt phẳng, nó không bị cập kênh và nó tuần hoàn không khí tốt hơn. Tem Kino bản quyền này. Đây, những cái hốc này vừa là hút không khí vừa là loa các bạn nhé. Đây này. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong kèm khả năng nâng cấp như nào thì mình sẽ chỉ cho mọi người nhé. Cả nhà ơi, mở chiếc máy này ra thì không quá khó đâu cả nhà, ai cũng có thể mở được các bạn nhé. Các bạn thấy là pin dung lượng bên trong được đeo trang bị lên đến 97W các bạn ạ. Có thể duy trì dùng liên tục chiếc máy này khoảng 7 đến 8 tiếng nếu các bạn dùng chế độ văn phòng. Còn nếu mà sử dụng chơi game liên tục hoặc là đồ họa liên tục mà sử dụng hết hiệu năng của máy 100% thì có lẽ sẽ trụ được khoảng 3 đến 4 giờ thôi. Máy có 2 slot cắm ổ cứng có tản nhiệt đồng cực kỳ cẩn thận luôn. Đấy, giúp làm mát ổ cứng này. Với hai khe cắm ổ cứng này có thể chạy chế độ rớt không, tự động sao lưu dữ liệu cực kỳ an toàn. Đấy. Ổ cứng có thể nâng cấp tối đa là 4TB trước máy này nhỉ các bạn nhé. 4TB luôn. Bên cạnh này các bạn thấy là hai cái loa này. CPU, GPU được gắn chết trên bo mạch chủ mà chúng ta không thể nâng cấp các bạn ạ. Và hai slot cắm RAM đây chúng ta có thể mở rộng tối đa 64GB cho chiếc máy này. Hiện nay máy đang sử dụng chuẩn RAM là DDR5 các bạn nhé. Bớt là 4800 trên chiếc máy này. Wi-Fi và mọi thứ đều được hàn chết trên bo mạch chủ mà không thể nâng cấp.
Tóm tắt lại thì RAM sẽ nâng cấp tối đa 64GB và ổ cứng nâng cấp tối đa là 4TB. Toàn bộ các linh kiện đều được onboard trên bo mạch chủ, không thể nâng cấp và rất khó sửa chữa. Nên khi các bạn dùng những chiếc máy này cũng phải cực kỳ cẩn thận nhé. Tránh trường hợp là rơi này, dính nước này, móp các thứ là rất dễ hỏng linh kiện bên trong mà cực kỳ khó sửa. Bây giờ thì mình sẽ lắp chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, mặt trước của chiếc máy cực kỳ sexy đúng không các bạn? Các bạn thấy là viền màn hình siêu mỏng luôn. Đấy. Tỷ lệ màn hình đó là 16 trên 10 các bạn nhé, chứ không phải 16 trên 9 so với các chuẩn cũ nữa các bạn ạ. Nó sẽ tụt xuống như này. Và các bạn nhìn thấy là hơn 90% là màn hình, viền cực kỳ mỏng luôn. Có một lớp kính bên ngoài sẽ hỗ trợ các bạn công nghệ màn hình cảm ứng luôn. Đấy, camera cũng được làm chìm bên trong, cực kỳ sang trọng. Ai chà, quả tút bát gì chuột này. Tất cả các dòng XPS bây giờ ấy, thì các bạn sẽ thấy là mặc dù là dòng màn 17 inch hay màn 15,6 inch thì chỉ có một cái bàn phím như này thôi, mà không phải là bàn phím full size. Đấy, các bạn thấy là con đây thì nó để cho là cái loa này vật liệu sợi carbon, cứng hơn đến 5 lần thép và chịu tải hơn đến 2 lần. Đây là vật liệu vẫn là cao cấp nhất trên các dòng XPS các bạn nhé. Chuột này, các bạn bấm chuột trái chuột phải bình thường. Và con chuột này sẽ hỗ trợ những tính năng cảm ứng đa điểm không khác gì so với màn hình điện thoại di động các bạn đang dùng nhé. Các bạn có hỏi mình là những chiếc máy có được trang bị màn hình cảm ứng như này thì có dễ hỏng hay không? Thì thưa các bạn, nó cũng giống như cái điện thoại của các bạn ấy, các bạn không làm rơi vỡ thì không bao giờ nó hỏng các bạn ạ. Nhưng giá của nó sẽ đắt hơn rất nhiều so với những chiếc máy có màn hình thông thường. Đây các bạn này, các bạn nhìn tay của mình nhá. Đây các bạn thấy không? Cực thoải mái luôn. Đối với các nhà sáng tạo nội dung và dùng để thiết kế design thì nó cực chuẩn luôn. Cái touchpad này to đúng bằng con MacBook 16 inch của Apple luôn. Đây các bạn thấy nó cực tiện này. Đó. Còn màn hình cảm ứng này thì nó là tiện rồi, công nghệ cảm ứng đa điểm mà. Mọi thứ chỉ chạm gõ thôi. Đúng là cái màn hình xịn, nhìn lét thật đấy. Càng đét nhỉ. Các bạn thấy là tốc độ đọc ổ cứng thì ở đây nó gọi là PCIe Gen 4. Đây là cái công nghệ ổ cứng với tốc độ đọc cao nhất bây giờ. Đây các bạn thấy này, 6,4GB một giây và tốc độ ghi là 4,4GB. Quá đỉnh luôn. Những chiếc máy được trang bị chip thế hệ thứ 12 thì mới đọc được cái PCIe Gen 4 các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra những tính năng bên trong. Đây là con chip bảo mật vân tay này. Các bạn sẽ nhìn thấy là phím bật nguồn ở đây nhé. Nhưng cũng là con chip bảo mật vân tay trên này. Đấy, để các bạn có thể cài bảo mật vân tay. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.2 sẽ hỗ trợ các bạn kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi, ví dụ như là chuột, loa, những cái công nghệ mà hỗ trợ Bluetooth sẽ được kết nối với chiếc máy này. Camera được hỗ trợ tính năng là IR camera, có nghĩa là nhận diện bằng khuôn mặt qua một cái mắt hồng ngoại, nó được làm chìm ở bên trong cái màn hình này. Các bạn chú ý để làm được cái màn hình như này thì nó cực kỳ đắt đỏ. Đây các bạn nhìn này, nó là cái công nghệ ép như này. Nếu như không may các bạn làm vỡ thì các bạn sẽ phải thay toàn bộ một cái cụm màn hình như này, sẽ có giá khoảng tầm gần 10 triệu đồng tại thị trường. Đấy, các bạn dùng máy phải cực kỳ cẩn thận nhá. Vỡ màn cái là đi luôn 10 triệu đấy các bạn ạ. Ổ cứng trong máy đấy các bạn sẽ nhìn thấy là của Kia Seo. Cái ổ cứng này là công nghệ công ty con của Toshiba đấy các bạn ạ. Rất là tốt đấy các bạn nhá. 1024GB luôn, đủ luôn đấy các bạn ạ. Đây, Vega được trang bị trên máy đấy các bạn thấy là NVIDIA GeForce RTX 3050 với dung lượng 4GB. Vega On thì nó là Iris Xe Graphics các bạn nhá. Cái này này, ví dụ như trong trường hợp là khi các bạn sử dụng máy thì ở chạy ở chính năng bình thường ấy thì nó sẽ sử dụng Vega On thôi. Còn khi nào chúng ta sử dụng với đồ họa thì nó sẽ tự động chuyển sang Vega rồi. Đây là tính năng tự động auto. Thì các bạn sẽ hỏi tại vì sao nó làm như vậy, để tiết kiệm pin cho các bạn này các bạn ạ. Đây, Wi-Fi được nâng cấp lên Wi-Fi 6E có mã là AX211, băng tầng lên đến 160Hz thì nó nhanh hơn 5 lần so với chuẩn Wi-Fi 5 đời cũ các bạn nhé. Và đây là cái công nghệ tiên tiến nhất bây giờ, đó là chip đa nhân. Đây là con chip i7-12700H. Lần đầu tiên một chiếc laptop có tận 14 lõi 20 luồng, xung cực kỳ cao. Bây giờ thì mình sẽ test hiệu năng thực tế của em CPU này. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm quen thuộc CPM15R. Nó sẽ cho thấy sức mạnh của CPU và GPU nó mạnh như nào. Với công nghệ hoàn toàn mới và kiến trúc mới thì các bạn thấy là cái tên mã của em CPU thế hệ thứ 12i7 nó gọi là Adelaide các bạn nhé. Em CPU này có giá khoảng 502 đô. Tính ra nó khoảng hơn 10 triệu nguyên một con CPU này. Nó sẽ hoạt động ở xung nhịp tối thiểu là 3.50 và cao cấp nhất có thể turbo lên 4.70.
Công suất tiêu thụ điện năng của MCU này là maximum là 115W các bạn ạ, và công suất tối thiểu là 35W và hoạt động ổn định ở mức là 45W. Ai chà. Anh em sẽ nhìn thấy quả điểm số kinh khủng không? 2599 CB luôn. Một điểm số rất tốt. Với CPU khỏe như này thì các bạn có thể chạy các phần mềm như là đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết, các bạn có thể chạy giả lập. Ví dụ các ứng dụng mà cần sự tính toán nhiều thì một CPU này nó sẽ cực kỳ hữu ích các bạn nhé. Trên phiên bản XPS này có cả phiên bản i9 nữa các bạn ạ, i9 nó còn mạnh hơn nữa cơ. Sợ thật, một điểm số CPU bây giờ lên đến gần 2600, kinh khủng khiếp luôn. Vega RTX 3050 thì thực tế là nó với dung lượng 4GB là tối thiểu cho một chiếc laptop đồ họa hiện nay. Các bạn thấy là chạy cũng rất mượt đúng không? Và khi hoạt động ở mức hiệu năng cao thì cái hệ thống quạt làm mát bên trong máy thì các bạn có thể nghe thấy nó hoạt động khá là rõ luôn. Quạt có thể nghe thấy tiếng hơi do do, nó đẩy khí nóng ra đằng sau hết nhá. Anh em thấy này, chỉ có 4GB thôi mà bây giờ nó đẩy lên 216.48 FPS. Tại vì sao nó làm được như vậy? Bởi vì với hỗ trợ công nghệ mới, với CPU khỏe và Vega thì các bạn thấy là điểm số FPS đạt đến 216. Có thể sử dụng tất cả các ứng dụng về đồ họa có trên thị trường hiện nay nhé. Chúng ta sẽ hỏi là một chiếc máy mỏng như này thì tản nhiệt ra sao? Thì đây là câu trả lời luôn cho các bạn qua phần mềm Fullmax nhé. Vâng, thưa các bạn, là mình test qua phần mềm Fullmax ở chế độ 3D. Hoạt động cao nhất thì các bạn thấy là mức FPS chúng ta nhận được khoảng 73. Nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng 65 độ C và GPU ở ngưỡng khoảng 70 độ C. Khá là mát mẻ cho một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ và sức mạnh phần cứng nó lại mạnh như này. Và mình sờ phần thân vỏ thì có lẽ là chỉ còn riêng cái phần này thì nó sẽ hơi ấm ở phần trước. Và các bạn sẽ hỏi là hơi nóng nó phả và màn hình sau như này thì có ảnh hưởng gì đến màn hình hay không? Thì mình trả lời luôn anh em là sẽ không ảnh hưởng gì nhá. Vâng, thưa các bạn, điểm mạnh nhất trên các dòng XPS đó là chất lượng màn hình hiển thị cực kỳ tốt. Màn hình có độ sáng lên đến 500 nits do Sharp sản xuất các bạn ạ. Tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% Adobe RGB. SRGB của nó cũng là 100% luôn. Và khả năng hiển thị gam màu P3 của nó cũng là 94.8%. Thì đây là một trong chiếc máy có chất lượng tốt nhất thế giới hiện nay. Độ phân giải tốt và tỷ lệ bao phủ màu cực kỳ trung thực. Và tỷ lệ tương phản của màn hình lên đến 1.622:1 điểm đen. Đây là một trong những chiếc máy có công nghệ màn hình xịn sò nhất thế giới bây giờ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bật loa lên để các bạn nghe này. Đây, các bạn nhìn thấy góc nhìn của màn hình IPS nó cũng sẽ là rất là rộng. Màn hình do Sharp của Nhật sản xuất các bạn nhé. Quả âm thanh của nó quá đỉnh luôn, to đùng luôn. Tấm bass cũng sẽ rất tốt. Với gam màu chính xác để giúp các bạn thiết kế design nó sẽ không bị sai màu. Với âm thanh của nó vô cùng tuyệt vời, âm bass tốt. Và các bạn thấy là để giải trí trong cái phòng khoảng 20 mét của mình thì không cần phải cắm thêm bất kỳ một cái thiết bị âm thanh nào. Tai nghe và loa các bạn hoàn toàn có thể nghe trên này. Kể cả nghe nhạc thính phòng cũng ok, nghe rap cũng ok và nghe kể cả là DJ cũng ok hết. Vâng, thưa các bạn, là mình đang thử test qua phần mềm Adobe Premiere phiên bản Pro 2020 nhé. Đây là phần mềm chuyên dụng dành cho các nhà sáng tạo nội dung, các nhà dựng phim. Bản thân công ty của mình cũng đang sử dụng phần mềm này. Các bạn thấy là một đoạn video 4K, đấy, rất nhiều ứng, nó chạy cực nhanh luôn. Với CPU 14 lõi 20 luồng và Vega RTX 3050 thì sẽ rất là ok luôn. Máy mất có 21 giây để xong một đoạn video này. Các bạn sẽ nhìn thấy là rất nhiều hiệu ứng mình đã chọn này. Đối với các nhà sáng tạo nội dung thì một chiếc máy màn hình 17 inch như này thì quá chuyên nghiệp với không gian làm việc rộng như này đúng không? Trọng lượng lại không quá nặng, chỉ hơn 2kg một chút. Các bạn hoàn toàn có thể mang đi mang lại. Mà bây giờ các bạn biết là cái nghề editor, là cái nghề làm phim, nghề dựng video truyền thông và quảng cáo đang cực kỳ ăn tiền luôn các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test từ game Battlefield 1 các bạn ạ. Một tựa game offline có hình ảnh cực kỳ đẹp. Với Vega RTX 3050 được xây dựng trên một kiến trúc hoàn toàn mới, nó gọi là kiến trúc Ampere. Với nhân CUDA của nó nổi bật là 2048, 16 lõi RT thế hệ thứ 2 và 64 lõi Tensor thế hệ thứ 3. Chắc chắn đáp ứng các tựa game tốt nhất có tại thị trường. Các bạn thấy những cái hiệu ứng về thời gian thực đấy, rất là đẹp đúng không? Trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng trên cái công nghệ Vega mới nhất, sẽ giúp các bạn những hình ảnh về chơi game, những hình ảnh về đồ họa, những cái thuật toán mà các bạn về xây dựng về đồ họa nó nhanh hơn, mượt hơn, rút ngắn cái thời gian render cũng như rút ngắn cái thời gian mà khi các bạn sử dụng các phần mềm về kỹ thuật. Còn chơi game thì các bạn thấy mức FPS nó cũng sẽ rất là mượt. Với tựa game này thì FPS chúng ta nhận được khoảng từ 145 đến 150 và nhiệt độ chơi game của chiếc máy này cực ổn, chỉ ở mức khoảng trên 70 độ C. Cụ thể là CPU ở ngưỡng khoảng 75 đến 77 độ và GPU cũng như vậy các bạn ạ.
Loa con này rất là to và trải nghiệm âm thanh của máy thì cực kỳ tốt luôn, nên mình phải tắt loa bé đi. Mình sẽ mở hết loa các bạn nghe thử này. Đấy, các bạn nhìn loa đến đây rồi đấy. Với một chiếc máy sức mạnh phần cứng như này thì các bạn có thể cài tất cả những cái tựa game chuyên nghiệp nhất vào đây để vui chơi giải trí những lúc rảnh các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm xong với chiếc Dell XPS 9720, mình sẽ nhận xét như này nhé. Đây là một trong chiếc máy có sức mạnh phần cứng tốt nhất ở phân khúc màn hình 17 inch có trọng lượng nhẹ, đó là chưa đến 2,5 kg. Với sức mạnh của chiếc máy này, CPU là 14 lõi 20 luồng, Vega RTX 3000, màn hình 4K, nó vượt qua tất cả những cái bài test về đồ họa, về dựng phim và tất cả những cái bài về đồ họa mô phỏng. Chiếc máy hoạt động cực kỳ mượt mà với mức nhiệt độ hoạt động 3D chỉ ở mức khoảng trên 7 độ C. Đây là mức nhiệt độ lý tưởng để quý vị các bạn có thể làm đồ họa cũng như chơi game ở mức gọi là hiệu năng cao nhất các bạn nhé. Chất lượng màn hình số 1 thế giới, chất lượng âm thanh số 1 thế giới, công nghệ bảo mật số 1 thế giới. Đấy, mỗi tội là giá thì quá chát các bạn ạ. Chiếc máy này các bạn sẽ thấy là ở phân khúc bán mới bây giờ thì các cửa hàng đâu đó sẽ xách về tại Mỹ về giá ở mức là khoảng gần 70 triệu đồng. Thì mình nói luôn các bạn, đây là chiếc máy mới 100% được ký gửi tại cửa hàng mình. Đây anh em nhanh tay nhá, chỉ có một chiếc duy nhất và mình sẽ công khai giá luôn và option cấu hình như này, đó là 54 triệu đồng cho ai may mắn sở hữu siêu phẩm này. Vâng thưa các bạn, là chương trình chân tay và đánh giá dòng sản phẩm Dell XPS 9720 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TDM bằng cách đăng ký kênh nhá. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những siêu phẩm laptop mới nhất có tại shop. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.